Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tháo dỡ một chiếc sofa bị vứt trong xó xỉnh, phát hiện thứ gì mà người đàn ông lập tức gọi cảnh sát. Năm 2021, khi một người đàn ông trung niên ở Sơn Đông, Trung Quốc đang đi dạo, ông ấy tìm thấy một chiếc ghế sofa cũ bị vứt trong xó xỉnh, một khu vực bỏ hoang. Người đàn ông bèn kéo nó ra, chuẩn bị tháo dỡ để đốt lửa, thì bất ngờ phát hiện một bọc ni lông bí ẩn bên trong. Người đàn ông họ Lý này kể lại rằng, mỗi ngày sau bữa tối, ông cảm thấy ở nhà buồn chán nên thường sẽ đi dạo xung quanh. Thỉnh thoảng, ông nhặt mấy thứ giấy vụn, đồng nát mà người khác vứt đi, gom góp được số lượng lớn thì đem tới trạm thu gom phế liệu để bán lấy tiền. Cả hai con trai và con gái của ông đều cảm thấy không cần thiết phải làm điều này. Thứ nhất, gia đình họ không hề nghèo khó, cuộc sống nhìn chung cũng khá tốt. Thứ hai, họ cũng cảm thấy xấu hổ khi sân nhà luôn chất đống đồ đạc hỏng hóc, sắt vụn nhá nhem, hàng xóm qua lại thường dòm ngó và chỉ trỏ. Dù vậy, ông Lý đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống và máu tiết kiệm dường như ăn sâu vào tiềm thức của ông. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, ông muốn thông qua cách này để thỉnh thoảng có thể đóng góp thu nhập của gia đình dù ít hay nhiều. Hai người đã nói chuyện nhiều lần nhưng thấy bố không thay đổi ý định, sau đó họ không còn quan tâm nữa. Tuy nhiên hôm đó, người con trai đang đi làm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố. Thì ra ông Lý đang nhặt đồ bỏ đi, đã xảy ra chuyện gì đó. Đến đây nhanh lên, bố vừa nhặt một chiếc ghế sofa nhưng có gì đó bên trong lạ lắm. Giọng ông Lý cuống cuồng qua chiếc điện thoại khiến con trai cũng hoang mang, phải lập tức bàn giao công việc đang làm dở để trở về nhà một chuyến. Khi người con trai chạy đến chỗ của bố mình, anh thấy rằng ông Lý đang giữ một chiếc ghế sofa cũ và không có ai xung quanh. Sau khi hỏi chuyện, anh phát hiện ra rằng trong lúc tháo dỡ sofa, ông Lý đã tìm ra một chiếc hộp nhỏ được bọc ni lông giấu kín bên trong. Cả hai bố con rón rén mở chiếc hộp ra, sau đó giật mình vì thấy rất nhiều tiền bạc, còn có những vật giá trị cao như vàng thỏi và sổ tiết kiệm. Nhìn thấy tình cảnh này, hai bố con đều cảm thấy khó hiểu, tại sao lại vứt chiếc sofa này đi trong khi có nhiều đồ quý giá bên trong nó như vậy. Sau khi bàn bạc với bố, người con trai quyết định gọi điện cho cảnh sát Trung Quốc để trình báo. Sau khi cảnh sát địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường, đầu tiên họ tiến hành khảo sát những người dân xung quanh để tìm kiếm chủ sở hữu của chiếc ghế sofa trước kia, đồng thời thu thập danh sách các căn nhà đang được sửa chữa gần đây. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một hộ gia đình ở khá xa nơi phát hiện chiếc ghế sofa này. Theo họ, chiếc ghế sofa cũ do chính họ vứt đi. Sau đó, cảnh sát cũng hỏi gia đình tại sao lại ném chiếc ghế sofa cũ đi xa như vậy. Và liệu họ có biết bên trong sofa chứa vật gì hay không? Một thành viên gia đình này trả lời, chúng tôi thực sự không biết bên trong có thứ gì. Chiếc ghế sofa cũ này từng được bố tôi sử dụng, nhưng nó cũ quá rồi. Tôi thì muốn vứt đi để thay mới, nhưng bố tôi lại không đồng ý nên cứ giữ nó suốt mấy năm nay. Sau đó một cơn bạo bệnh đột ngột ập tới, bố tôi qua đời cách đây một thời gian ngắn. Lo cho tang lễ của ông xong, tôi quyết định sửa sang lại nhà cửa, thì thấy chiếc ghế này chiếm chỗ quá, lại không thể đem bỏ ở trong tiểu khu được nên mới chở nó ra bãi hoang. Vì bố tôi ra đi đột ngột, cũng không kịp để lại lời nào nên tới giờ chúng tôi vẫn không biết chiếc ghế sofa đó có gì nổi bật, người này nói thêm. Dựa trên lời khai của gia đình này, sau đó thu thập lời khai của hàng xóm xung quanh, cảnh sát xác định mọi thông tin đều chính xác. Một số người hàng xóm cũng xác nhận chiếc ghế sofa này chính là chiếc ghế cũ mà ông lão thường ngồi trước khi qua đời. Sau đó, một cuộc gặp mặt trao đổi được sắp xếp cho cả hai bên. Ông Lý đã trả lại tất cả những thứ mà mình phát hiện được cho chủ nhân ban đầu của chúng. Sau khi lấy được đồ, gia đình đối phương rất biết ơn ông Lý. Họ không ngừng mang theo rất nhiều đồ đến nhà hai cha con tốt bụng để bày tỏ lòng cảm kích. Sự việc này sau đó đã được giới truyền thông đưa tin, nhiều người ca ngợi ông Lý vì tinh thần tốt đẹp của ông.